Xin trân trọng kính mời nghệ sĩ ưu tú Bùi Thu Huyền, Thanh Huyền, Nhà hát Đài Tiếng Nói Việt Nam. Xin trân trọng kính mời nghệ sĩ ưu tú Nguyễn Bảo Thắng, Nhà hát Ca Mối Nhạc Việt Nam, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch. Xin trân trọng kính mời nghệ sĩ ưu tú Nguyễn Thị Vượng, Nhà hát Ca Múa Nhạc Việt Nam, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch.